Amy cùng Tank Media gửi lời chào trân trọng đến quý khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Tank Media Job Network. Chúng tôi chuyên thực hiện các loại hình dịch vụ quảng cáo và tuyển dụng cho các công ty, đặc biệt là trong ngành xây dựng. Qua đó, thu hút sự chú ý của khách hàng, đưa thương hiệu và uy tín của công ty quảng bá sâu rộng đến cộng đồng. Vậy trong tập này, Amy sẽ đưa đến cơ hội việc làm nào cho quý khán giả? Hãy cùng Amy khám phá công việc đầu tiên nhé! Đến từ vùng Cabramatta cho những ai đam mê nghề nails nhưng chưa có kinh nghiệm thì chủ shop vẫn nhiệt tình hướng dẫn. Hoặc nếu quý vị đã có tay nghề thì là một lợi thế. Shop nail đang cần tuyển thợ bột part-time và full-time, chỉ cần chăm chỉ, nhanh nhẹn và có trách nhiệm với công việc sẽ được hướng dẫn tận tình. Môi trường làm việc ổn định qua năm, không lo cắt ngày và có nhiều cơ hội phát triển cũng như mức lương cao, chế độ tốt và còn được hỗ trợ đưa đón. Địa điểm của shop cách Cabramatta, Mount Annan, 30 phút và từ Cabramatta đến Wetherill Park là 15 phút. Chủ tiệm thân thiện sẵn sàng đưa đón thợ quanh Cabramatta, Kelly Heights, Bonnyrigg, Green Valley, Mount Annan. Trao đổi thêm chi tiết công việc qua số điện thoại 0422 211 337. Quý khán giả thân mến, Amy gửi lời cảm ơn đến quý khán giả đã cùng Amy chia sẻ những cơ hội việc làm hấp dẫn về nghề nail ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ luôn cập nhật việc làm thường xuyên hơn để quý khán giả có thể sẽ tìm được một công việc phù hợp thông qua kênh quảng cáo, giới thiệu việc làm này của Tank Media trên YouTube. Quý khán giả hãy cùng like, subscribe và share hoặc có thể nhấn vào biểu tượng hình chuông để có thể nhận được những thông tin mới nhất từ Tank Media. Và chúng tôi đang hỗ trợ dịch vụ đăng thông tin quảng cáo miễn phí cho các doanh nghiệp tại nền tảng YouTube. Nên các công ty đừng ngần ngại liên hệ ngay số 0488 884 440, 02972 1521 hoặc gửi thông tin tuyển dụng các vị trí về chương trình info@tankmedia.tv. Amy chân thành cảm ơn đến quý khán giả đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị sớm nhất trong chương trình tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.